Giờ tôi xin nói về nữ là sử dụng cái quạt như thế nào. Nữ lệch là gì? Cũng ví như là thị mầu, tú bà và anh nhang. Thì thị mầu sử dụng cái quạt khác hẳn. Nó nói lên tất cả cái gì? Yêu thương, chiều mến, hờn giận, mơ ước. Ở trong cái quạt này nó nói lên, chứ kết hợp với cái ngôn ngữ, nhưng mà cái quạt nó phải diễn lên được cái. Thị màu xòe cái quạt cũng khác dưới đây, mà gọi là cái gì? Ê tôi khác hay nó cái gì? Cái lẳng lơ kín đáo sử dụng cái quạt đấy thì nó vậy. Nhưng mà nó có nhiều cái, thí dụ như thầy tiểu ơi, thầy tiểu ơi, cau non. Cái quạt này chỉ đâu? Cau non, tiện chúng lòng đào, dầu têm. Sử dụng cái này là cái gì? Cái chìa vôi. Nhưng mà nó nói bóng về cái kia, dầu têm, cánh phụng, tiếp trao cho chàng đấy thầy tiểu ơi. Cái này là nó vời, nó sử dụng trong cái quạt thì nó như thế. Hai là cái gì? Thí dụ như là thầy chư táo dụng sân đình, em như gái dở. Cái quạt này nó nói lên cái gì đấy? Đi dình của chúa đấy thầy tiểu ơi, gọi thầy tiểu ấy mấy thầy, thầy tiểu ơi. Cái quạt này nó sử dụng đây chứ nó không đưa cao, mà nó đưa đây là cái gì? Quạt lấy cái hơi, quyến hơi thầy tiểu vào mình đấy. Cho nên ở trong nữ lệch thì như nó là thị màu thì thế. Hay nó tả cái gì? Nó tả cho cái xuyên tâm. Một cái này nữa, nó tả đi thị màu tuổi vừa đôi tám chưa chồng tiểu ơi, 16-17 tuổi xuân như ông đẹp như ông trăng. Cho nên màu sử dụng cái này là tả ông trăng. Cái quạt nó nói lên cái này là tả đám mây. Đám mây che lấp bóng ông trăng. Cho nên cái quạt ở thị màu sử dụng